V-League 2023 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng dành cho đội bóng ngành Công an Hà Nội. Ở sân chơi V-League thì thật khó cho các nhà vô địch mà không bị các cổ động viên kịch địch gán mác là mua trọng tài. Đội nào cũng thế thôi. Mùa giải V-League 2023 đã trải qua với nhiều điều bất ngờ, rất nhiều cái tên nổi lên với hàng dài đội bóng thèm muốn sau mùa giải V-League 2023 bùng nổ. Vai cùng Golden Star Warriors đến với đội tiêu biểu do chính kênh lựa chọn. Sơ đồ sẽ là 3-4-3 như của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Philippe Nguyễn bắt hay thật, cứu cho Công an Hà Nội hết lần này đến lần khác và sẽ là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở V-League 2023 thì Nguyên Mạnh xứng đáng với vị trí số 1. Thủ thành quê Nghệ An chỉ phải nhận 17 bàn thua sau 17 trận ra sân, ít nhất giải đấu, và có vô số pha cứu thua để giữ vững mảnh lưới cho đội bóng thành Nam. Hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu. Ở cánh trái V-League 2023 có 3 cầu thủ đang chơi rất tốt: Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội, Hoàng Thái Bình của Đông Á Thanh Hóa và Phan Tuấn Tài của Viettel. Và hậu vệ đã 4 lần đoạt danh hiệu V-League xứng đáng hơn tất cả với 18 lần ra sân và 5 pha kiến tạo. Một đóng góp không hề nhỏ vào thành công của Công an Hà Nội năm nay. Gustavo Santos, Nguyễn Thanh Bình và Bùi Tiến Dũng là bộ ba mà chúng tôi lựa chọn. Với Gustavo thì miễn bàn khi anh là trung vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải năm nay với 4 bàn thắng và bonus thêm một pha kiến tạo. Ngoài ra là sự chắc chắn như thường lệ, thiếu trung vệ người Brazil trong 2 trận treo giò khiến cho hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa phải nhận tới 4 bàn thua. Bùi Tiến Dũng chỉ vừa lỡ một trận duy nhất trong ngày nâng cúp của Công an Hà Nội, khi những người đã cặp cùng với anh như Edson Montero hay Huỳnh Tấn Sinh luôn gặp phải vấn đề khác nhau, thì Tiến Dũng vẫn ra sân và thi đấu ổn định từ mùa giải năm ngoái xuyên suốt đến mùa giải năm nay. Người còn lại trong bộ ba là Nguyễn Thanh Bình, trung vệ mới bước sang tuổi thứ 22, đã trở thành trụ cột của Viettel. Trong mùa giải mà đội bóng áo lính để thua ít bàn nhất với chỉ vỏn vẹn 17 bàn thua, và Thanh Bình cũng chỉ bỏ lỡ trận thắng 4-0 của Viettel trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi lần đầu tiên VAR được áp dụng tại V-League. Hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh. Đây đích thực là bản hợp đồng tốt nhất của V-League 2023 về khía cạnh cầu thủ nội, khi Văn Thanh làm được rất nhiều việc cho Công an Hà Nội, từ tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh trái hoặc phải và tiền đạo cánh phải. Chỉ số thì khỏi bàn với 3 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 18 trận đấu. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là sự kết hợp của sự nhanh nhẹn kèm theo lối đá mạnh mẽ của Lê Phạm Thành Long và sự uyển chuyển điều tiết trận đấu của Nguyễn Hoàng Đức. Thành Long thi đấu 19 trên 20 trận ở mùa giải năm nay cho Đông Á Thanh Hóa và được ví như Park Ji-sung của đội bóng xứ Thanh, với nguồn năng lượng vô tận và khả năng pressing tầm cao ấn tượng, và cũng là chân kiến tạo số 1 của Đông Á Thanh Hóa. Hoàng Đức thì vẫn mềm mại và ổn định như các mùa giải trước, và khả năng sáng tạo còn được thể hiện đồng đều hơn với 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Bây giờ sẽ là bộ 3 trên hàng công. Văn Quyết chỉ thi đấu 13 trên 20 trận cho Hà Nội FC ở mùa giải này do án treo giò tới 8 trận của 3 trọng tài. Nhưng những đóng góp của số 10 cho Hà Nội FC thì không phải bàn cãi, là người có tầm ảnh hưởng bậc nhất lên lối chơi của đội bóng áo tím với 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Và nếu không có án treo giò, có lẽ cục diện của V-League 2023 sẽ rẽ sang một chiều hướng khác. Tân binh của Nam Định mùa giải tới, Ravenson, đơn giản là quá đẳng cấp. Vua phá lưới V-League 2023 đã bỏ túi 16 bàn thắng, mặc dù Top 11 Bình Định đang thi đấu khá bết bát ở giai đoạn 2. Người còn lại trong bộ 3 là John Clay, top 2 vua phá lưới V-League 2023 với 11 bàn thắng và là chân sút chủ lực của Tân Vương Công an Hà Nội. Huấn luyện trưởng cho siêu đội này không ai khác ngoài Veleza Pompop, người đã mang đến lối đá đáng xem bậc nhất cho V-League 2023 và đang được các đội bóng xếp hàng mời chào cho mùa giải V-League 2023-2024. Đây là đội hình tiêu biểu V-League 2023 của Golden Star Warriors. Còn hình của các bạn là như thế nào? Hãy comment xuống và bình luận nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.